Bài này gồm có 3 phần ấy, phần nhất là tổng quan về máu chu kỳ. Thứ hai nữa là các cái chính sách bảo hiểm y tế. Thứ ba là cái đề xuất chỉ định của cái kỹ thuật này. Kính thưa các thầy các cô và các bạn các anh chị. Thế thì thật đấn tạo ấy là được tiến hành đầu tiên ở bệnh viện Bạch Mai vào tháng 6 năm 1972. Và đến nay đã có 51 năm phát triển. Và kỹ thuật đến tạo đã giải quyết được rất nhiều vấn đề và đã cứu được rất nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện kỹ thuật này ở Việt Nam cũng như trên thế giới thì có những hạn chế nhất định. Vì vậy khi bệnh nhân được cứu sống và kéo dài cuộc sống 2, thậm chí 3, 40 năm thì đã xuất hiện các biến chứng và trên thế giới cũng vậy. Và các biến chứng này thì bản chất của nó là lắng động các chất có trọng lượng phân tử trung bình và lớn Do kỹ thuật thận nhân tạo không thực hiện được Và để lại những cái hậu quả khi bệnh nhân có cuộc sống kéo dài Chính vì vậy các nhà lạc máu à, luôn quan tâm Làm thế nào để khi cứu được bệnh nhân à, Bệnh nhân kéo dài được cuộc sống Thì phải có một cái chất lượng cuộc sống tốt Và sau đó thì rất nhiều các kỹ thuật là bỏ ra đời Và sau cái HD tức là thận nhân tạo ấy Thì kỹ thuật HD online ra đời đây là một kỹ thuật kết hợp của HD tức là tận tạo và HF tức là siêu lọc máu. Và cái kỹ thuật này cũng đã giải quyết được khá nhiều các cái tồn tại của tận nhân tạo. Tức là đã đào thải được thêm các chất có trọng lượng phân tử trung bình và lớn. Thế tuy nhiên cũng rất nhiều chất mà khi nó gắn với protein thì không đào thải được và cũng để lại những hậu quả. Và những năm 2000 thì kỹ thuật hấp phụ ra đời. Thực ra thì kỹ thuật hấp phụ mà dòng trang cấp cứu ấy, thì có từ nhiều thế kỷ trước. Thế nhưng mà đến năm 2000 thì mới phát triển. Tuy nhiên thì cái kỹ thuật kết hợp tận nhân tạo quá phụ máu thì mới ra đời vào năm 2000 và đến năm 2011 được đưa vào Việt Nam và chính thức là năm 2013 là được chính thức được áp dụng rộng rãi Việt Nam thì thứ nhất chúng tôi xin tổng quan một chút về cái lọc máu chu kỳ ấy. thì hiện nay lọc máu ở trên thế giới là như thế nào thì lọc máu trên thế giới hiện nay thì có khoảng 10% dân số trên thế giới bị ảnh hưởng bởi bệnh thận mãn và hàng triệu người chết mỗi năm do họ không được tiếp xúc với các phương pháp điều trị thay thế thận hợp lý và theo nghiên cứu thì năm 2010 ấy, thì danh sách bệnh nhân tử vong đứng vào hàng thứ 27 và đến năm 2010 à năm 1990 và đến năm 2010 thì đứng vào đến vị trí thứ 18. Như vậy là số người mà bị tử vong do bệnh thận mãn đứng vào thứ 18 là rất là 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 nặng nề Và đến năm 2012 thì cái thống kê được khoảng 3 triệu người, hơn 3 triệu người, khoảng 4 triệu người được điều trị bằng kỹ thuật lọc máu, trong đó à, kỹ thuật thay thế thận bao gồm ghép thận, lọc bằng bụng và thận nhân tạo và người ta dự kiến đến năm 2030 thì con số này có thể lên nhiều hơn nữa. Thế thì ở Việt Nam thì như thế nào ạ? Thế thì chúng tôi thống kê năm 2021 ý, thì cả nước ta hiện nay có 375 đơn vị thận nhân tạo. Và tất cả các đơn vị này là gắn với bệnh viện. Hiện nay ở Việt Nam chưa có trung tâm lọc máu độc lập. Với sấp xỉ 5.000 máy thận. Thế thì hiện nay thì có rất nhiều máy thận đã sử dụng trên 10 năm. Và đa số là sử dụng 5 đến 10 năm. Và có khoảng À, 30.000 bệnh nhân được điều trị đế thận bằng kỹ thuật thận nhân tạo. Và hiện nay thì à, bệnh nhân ở Việt Nam sống lâu nhất là 29 năm. Và theo chúng tôi biết trên thế giới thì bệnh nhân sống lâu nhất là 53 năm. Và những bệnh nhân sống lâu như vậy thì để lại những cái những cái biến chứng rất là nặng. Và chúng tôi hy vọng rằng nhờ các kỹ thuật hiện đại, như HTS, kỹ thuật hấp phụ sẽ giải quyết được các cái hạn chế của thận đa chu kỳ và nếu như bệnh nhân có cuộc sống kéo dài thì có một cuộc, cuộc cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. Thế thì các chế độ làm sạch máu thông thường thì gồm có hemodialysis tức là thận nhân tạo chu kỳ đấy và hemofiltration là kỹ thuật siêu lọc thì cái siêu lọc thì chủ yếu là áp dụng cho bệnh thừa nước thôi chứ không phải điều trị thay thế thận và gần đây thì có hemodiafiltration Thế thì cái này thì được vào Việt Nam từ năm 2010. Thì đến hiện nay thì à, à, hầu như các tỉnh đều đã có kỹ thuật này. Và đây là một kỹ thuật kết hợp giữa HD và HS. Và đến năm 2013 thì kỹ thuật à, hấp phụ được áp dụng kết hợp với thận tạo được tiến hành ở Việt Nam. Và đến nay thì chúng ta đã có 10 năm à, thực hiện cái kỹ thuật hấp phụ này. Thế ngoài ra thì còn có các cái kỹ uh, thuật khác ví dụ như là lọc máu liên tục rồi tục miễn dịch IGA rồi thay thế huyết tương vân vân là những kỹ thuật mà để áp dụng để điều trị các cái bệnh mà phải lọc máu và những bệnh này không phải những bệnh mà điều trị thay thế thận chỉ điều trị thay thận trong trường hợp cấp tính thôi. Thì tôi xin nhắc qua một chút về thế nào là thẩm tách và thế nào là siêu lọc máu. Thế thì thẩm tách máu ấy, thì nguyên lý của nó là khuếch tán là nó áp dụng ở trong trong thận tạng thế thì uh, khi máu chảy ở trong lòng các cái sợi lọc của quả lọc và dịch lọc ở bên ngoài thì xảy ra hiện tượng thẩm tách tức là các chất sẽ khuếch tán từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp tức là các chất độc urebic ở trong máu sẽ đi qua màng lọc ra uh, khoang dịch và được đào thải ra ngoài như vậy uh, kỹ thuật thật nhân tạo đã góp phần đào thải các cái chất độc ra khỏi cơ thể và siêu lọc máu ấy, thì đó là hiện tượng nước di chuyển từ khoang máu sang khoang dịch nhờ qua một cái màng bán thấm như vậy cái kỹ thuật thận tạo đã giải quyết được vấn đề thứ hai là vấn đề cân bằng nước ở trong cơ thể như vậy khi thận suy ý, thì nhờ kỹ thuật thận nhân tạo thận nhân tạo sẽ thay thế chức năng là đào thải chất độc cân bằng nước điện giải và kiểm toán thế tuy nhiên đây là một cái lọc cơ học tuy nhiên, tất cả các chất mà đi qua được màng nó nhỏ hơn lỗ màng thì mới qua được màng và nó chỉ giải quyết được với những chất có trọng lượng phân tử nhỏ và vừa và đào thải nước à, chính vì vậy nên bản chất của các biến chứng lâu dài ở những nguyên chạy thận chu kỳ là do lọc động các chất có kích thước lớn hơn lọc và không đào thải được đây là một cái mô hình nói về kỹ thuật thận đơn tạo thì đây là kỹ thuật thận tạo đấy ạ máu sẽ đi vào trong quả lọc và đi vào lòng sợi lọc đi ra ngoài vào cơ thể và dịch thì sẽ đi từ trong máy thận đi vào trong quả lọc và tiếp xúc với máu qua màng của sợi lọc sau đó đào thải ra ngoài thì còn đây là phần dưới á phần dưới là siêu lọc siêu lọc thì không có dịch lọc máu sẽ đi vào trong quả lọc và sẽ được lấy ra ngoài và được đào thải ra ngoài đấy ạ. Và khi mà thực hiện kỹ thuật thẩm tách không ấy thì chỉ đào thải được những chất có trọng lượng phân tử nhỏ nhờ cơ chế khuếch tán. Thế còn siêu lọc ấy thì đào thải được các chất có trọng lượng phân tử lớn và trung bình nhờ cơ chế đối lưu. Và khi người ta kết hợp hai cái kỹ thuật là HD và HF ở dưới đây ạ thì có kỹ thuật HF đấy ạ là kỹ thuật HTF thì tận dụng cả hai cơ chế đó là cơ chế khuếch tán và cơ chế đối lưu và nhờ cái kỹ thuật này ý, mà có thể đào thải được các chất có chất lượng phân tử nhỏ trung bình và lớn thế tuy nhiên thì những chất mà kết hợp với protein thì kỹ thuật này không thể đào thải được bởi vì nó có kích thước quá lớn thì đây thì cái phần tận nhân tạo ấy thì các anh chị nhìn thấy cái cấu tạo của màng lọc thì bản chất của lọc nó là một cấu trúc hình trụ và trong đó nó có bó sợi sợi lọc mà nó có khoảng 10 đến 15 nghìn sợi và đây ạ cái sợi lọc nó có hình sợi rộng như thế này máu sẽ đi ở trong này và cấu trúc của màng lọc là cấu trúc xốp như thế này đóng to như thế này và khi mà máu chảy trong này và dịch chảy ngoài này thì cơ chế khuếch tán và cơ chế siêu lọc xảy ra và thực hiện được kỹ thuật tận tạo đào thải các chất có trọng lượng vẫn tử nhỏ trung bình và lấy được nước ra khỏi cơ thể và nhờ kỹ thuật này mà khi bệnh nhân suy thận mãn có thể sống được một cách kéo dài và tốt. Thì cơ chế lọc của HD là như vậy. Các chất có trọng lượng phân tử nhỏ, ví dụ như creatinine hoặc ure là 60 đơn tâm, creatinine khoảng 113 đơn tâm, glucose khoảng 180 đơn tâm thì có thể khuếch tán rất dễ dàng qua cái màng lọc. Khi các chất có trọng lượng phân tử lớn hơn, ví dụ các cytokine có kích thước từ 10 đến 25 gan tông thì cái việc mà qua cái màng lọc khó khăn hơn bởi vì cái kích thước của các cái chất này nó gần bằng kích thước của cái lỗ lọc. Thế tiếp theo ví dụ albumin và các cái IG thì kích thước lớn thì không thể qua màng được. Và đây là một cái lọc cơ học. Bàng màng không phân biệt được có thể là mất những cái chất tốt có thể nhưng nếu nó kích thước nhỏ lỗ lọc nhưng mà những chất mà có kích thước lớn hơn cái lỗ lọc ấy thì có thể độc hại cho cơ thể nhưng nó cũng không thể lọc được chính vì vậy mà trong quá trình lọc nhiều năm sau ấy thì các chất này nó sẽ động lại cơ thể và bản chất các cái này nó sẽ gây các cái biến chứng lâu dài ở những bệnh nhân lọc máu cực kỳ thế thì các cái biến chứng phổ biến mà xuất hiện ở những bệnh nhân lọc máu lâu dài ấy, đó là thiếu máu này ngứa này amyloid này tăng huyết áp cường cận giáp bất ngủ về những tim mạch dinh dưỡng vân vân và các biến chứng này nặng nề làm giảm chất lượng cuộc sống bệnh nhân và có thể bệnh sẽ tử vong thì các chất mà mà, mà tồn tại trong cơ thể mà không lọc được ví như pth này leptin này beta 2 này vân vân và chính các chất này đã gây nên các cái biến chứng ở những bệnh nhân và thưa các thầy cô và các bạn anh chị ấy, là chúng tôi đã có hơn 30 năm theo cái nghề lọc máu thì có rất nhiều các triệu chứng lâm sàng xuất hiện những bệnh nhân ấy là rất khó điều trị ví dụ như triệu chứng mất ngủ các biến chứng về xương khớp ngứa suy tim vân vân thì điều trị trở nên cực kỳ khó khăn bởi vì bản chất của biến chứng này là do lắng động các chất và thực sự khi những bệnh nhân lọc máu lâu dài mà mỗi lần đi khám bệnh nhân thì đây là những triệu chứng mà rất khó giải quyết mà làm giảm rất nhiều về chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thì đây các chị các thầy cô bạn, các bạn anh chị đấy chúng tôi đã thống kê các nhà khoa học đã thống kê được rất nhiều các cái chất các chất nhỏ có trọng lượng dưới 500 trăm tông này các chất có kích thước trọng lượng lớn hơn 500 trăm tông này các chất gắn với protein và người thống kê có khoảng 200 chất độc và các chất độc này gây đến cái hội chứng uremic thì với các chất độc như thế này tồn tại trong cơ thể ấy, thì những chất nào nhỏ thì thật đã tạo giải quyết được những chất nào có kích thước lớn hơn một chút hoặc tương đối lớn ấy, thì có thể HDF online hoặc offline giải quyết được thì, tuy nhiên với những chất mặc dù có trọng lượng phân tử nhỏ nhưng nếu gắn protein là không lọc được và với 200 các cái chất như thế này mà nó chỉ tồn tại khoảng vài chục chất có trọng lượng trung bình và lớn như cơ thể thì nếu như bệnh nhân lọc 5 năm nó sẽ xuất hiện một một cái dạng bệnh với dạng triệu chứng 10 năm nó sẽ xuất hiện một dạng triệu chứng một cái bệnh lý khác và thậm chí 15 20 năm mà càng lâu nó càng xuất hiện những cái biến chứng phức tạp mà không thể giải quyết thông thường bằng các thuốc được mà chúng ta phải dùng cái kỹ thuật lọc máu đấy các chất có trọng lượng phân tử thấp và tan trong nước các chất có trọng lượng phân tử trung bình và các cái chất gắn với protein thế thì trong các cái chất mà có chất lượng phân tử trung bình ví dụ như là beta 2 microlin là một chất mà được người ta lấy làm đại diện cho các chất có chất lượng phân tử trung bình và đã có rất nhiều các nghiên cứu khoa học trên thế giới nghiên cứu cái chất này và bản chất cái chất này mà khi không được đào thải nó sẽ lao động rất nhiều trong cơ thể và gây lên cái hội chứng ống cổ tay rồi gây lên rất nhiều các cái bệnh lý khác mà làm giảm nhiều cái chất lượng cuộc sống của nhân và gây các biến chứng về tim mạch tiêu hóa vân vân mà thực sự chúng ta không thể giải quyết được nếu như không có các cái kỹ thuật lọc máu tốt hơn ra đời. thế thì chúng ta xin nhắc lại một vài các nguyên nhân của các biến chứng liên quan đến lạc máu chu kỳ thì thứ nhất chúng ta xét vào các độc tố thì ví dụ như là cái PTH ấy, cái hormone tuyến cận giáp ấy thì trọng phân tử trung bình nó khoảng nặng 9.500 tông. và nếu như mà lạc máu kéo dài ấy, thì nó gây rất nhiều các biến chứng ví dụ như có thể gây phì đại cái tuyến cận giáp gây cái bệnh xương do thận vôi hóa mô cơ và đặc biệt là ngứa và cái ngứa này ở những bệnh nhân này là hầu như là ngứa kháng trị các thuốc thông thường không thể là giải quyết được cái chất thứ hai cũng rất hay gặp đó là beta 2 microbolin và chất này có trọng lượng phân tử là 11.800 nan tông và cái này gây lên cái hội chứng amylosis đặc biệt là cái hội chứng ống cổ tay ở Việt Nam cũng khá gặp hay gặp và khi bệnh nhân lọc máu thì bệnh nhân rất đau và thậm chí cái đau này làm cho bệnh nhân không ngủ được bệnh nhân không ăn được biến lo lắng một cái đau đớn rất là khủng khiếp mà khi chúng ta hỏi bệnh nhân chúng ta mới, mới hình dung được là, là bệnh nhân nó đau như thế nào và các cái chất khác với như, như renin và angiotensin thì có trong lượng phân tử tới 37 kg đơn tông đến 100 kg đơn tông thì gây cái tăng huyết áp kháng trị và đặc biệt những ở những bên lọc máu ấy, thì khi bệnh tăng huyết áp điều trị rất khó khăn thậm chí chúng tôi có thể dùng đến tất cả các loại thuốc kết hợp lại liều rất cao nhưng cũng không giải quyết được vì bản chất của nó là là dư thừa lắng động các cái chất renin và angiotensin và đây là một cái huyết áp cao rất khó điều trị tiếp theo là các cái sản phẩm chuyển hóa cuối cùng có trong lượng phân tử khoảng 45 kiloan tông và đây là các cái chất mà gây rất nhiều các cái vấn đề về tim mạch tiếp theo là leptin leptin thì có trong lượng khoảng 16 000 đan tông và đây là một chất ức chế sự ngon miệng thì nếu như bệnh nhân lạc máu lâu ngày ấy, ngoài cái chuyện lạc máu không đầy đủ ure tăng cao rê tăng cao thì đây là một chất mà gây cho bệnh nhân ức chế sự thèm ăn và rất chán ăn và khi bệnh nhân lọc máu chu kỳ mà chán ăn thì không nạp được dinh dưỡng và cái triệu chứng xuất hiện là bệnh nhân sẽ bị suy dinh dưỡng tăng huyết áp kháng insulin và ảnh hưởng đến các cái phản ứng miễn dịch trong cơ thể tiếp theo là các cái yếu tố ví như các yếu tố hoại tử u vân vân à, thì gây cái phản ứng viêm mãn tính gây suy dinh dưỡng thiếu máu, đặc biệt ở những bệnh nhân chạy thận lâu năm ấy, mà bị các cái chứng viêm nhiễm trùng hoặc là không phải là viêm nhiễm trùng thì đều gây thiếu máu và cái thiếu máu này cũng rất khó điều trị, rất khó điều trị. Và tiếp theo là các cái sản phẩm khác, ví dụ như các cái oxy stress ấy có thể gây sơ vữa động mạch và rất nhiều các vị chứng khác. Và đây là cái hậu quả mà khi bệnh nhân lọc máu lâu năm sẽ phải hứng chịu và để lên những cái hậu quả rất là nặng nề. Thế hiện nay thì có rất nhiều các nghiên cứu và có rất nhiều kỹ thuật mới để người ta cố gắng làm sao đào thải được các chất này. Và khi đào thải được các chất này thì chất lượng cuộc sống sẽ nâng cao. Đấy. Và sau cái thận nhân tạo thì chính là cái HTS mà hiện nay ở ở Bạch Mai trước đây là có bốn máy thì bây giờ còn hai máy thì cũng chỉ thực hiện được mỗi ngày mấy ca thôi. Thế hiện nay thì có một kỹ thuật nữa là cái thuật slap thì lát nữa thì giáo sư Đông Cô sẽ trình bày thì cũng giải quyết được một phần và đặc biệt trong những năm gần đây thì khi chúng tôi sử dụng cái quả lọc là hấp phụ resin mà chúng tôi đang sử dụng là quả HA 130 thì chính cái cái kỹ thuật này đã giải quyết được rất nhiều mà chúng tôi nghĩ đây có lẽ là những vũ khí của những bác sĩ mà làm chuyên chuyên về lọc máu chuyên về thận đơn tạo Thế thì chúng ta đi thêm sang một kỹ thuật nữa mà đây là một những kỹ thuật mà có thể gọi là cứu cánh cho những người làm chuyên nghề về, về lọc máu thận nhân tạo. Thì hấp phụ máu là gì? Hấp phụ máu là huyết tương, tức là máu của bệnh nhân sẽ được tưới lên cái chất hấp phụ và cái chất hấp phụ này được đắng vào trong một cái cái quả lọc đấy. Các thầy cô các bạn chỉ đứng trong cái quả lọc như thế này này và máu sẽ được đưa vào đó và các chất sẽ được hấp phụ trên bề mặt của chất resin và hấp phụ có tính chất chọn lọc tương đối chọn lọc thế tại sao thích kỹ thuật hấp phụ này thì có làm độc lập được hay không thì trong một số kỹ thuật có thể làm độc lập được ví dụ dùng của lóc HA 130 ví dụ bệnh nhân không suy thận hoặc là hấp phụ các cái chất miễn dịch ý, thì bệnh nhân không suy thận thì hoàn toàn có thể dùng độc lập được bởi vì chất hấp phụ này thì chỉ hấp phụ các chất độc mà chúng ta cần lấy đi chứ không lấy được nước như thận nhân tạo. Thận nhân tạo thì phải lấy được các chất độc đồng thời giải quyết được vấn đề nước. nên trong trong thận tạo thì phải kết hợp à, HA 130 tức là quả lọc với thận nhân tạo thì mình mới giải quyết được vấn đề nước thừa của bệnh nhân, giải được, quyết được vấn đề cân bằng axit ba điện giải và nhờ cái kỹ thuật này mình lấy thêm được các chất có chất lượng phân tử trung bình và lớn hoặc những chất có chất lượng phân tử nhỏ nhưng được gần với protein. đang cho xem cái máy nữa, vẫn chưa được nhỉ? Kiểm tra cái máy. Đây ạ, cái hình đa chiều kia là là cái chất hấp phụ và khi máu mà chảy qua chất hấp phụ thì đây các chất có chất lượng phân tử nhỏ thì có thể đi qua một cách dễ dàng các chất có kích thước lớn hơn thì được dính lại ở bề mặt và dính sự kết dính này nó có tính chất chọn lọc tương đối và chúng tôi hy vọng rằng trong năm tới thì khi người ta sản xuất được các chất hấp phụ này mà chọn lọc tuyệt đối tức là người ta muốn lấy chất nào đi thì nó sẽ cắn với chất đó thì có lẽ là lọc máu sẽ trở nên là một kỹ thuật rất là hoàn hảo thì các chất có trọng lượng từ lớn hơn cũng sẽ dính lại tính chất rất lớn với nhà hồng cầu chẳng hạn thì có thể đi qua một cách bình thường Đấy. như vậy là máu sẽ được dẫn qua một quả lọc hấp phụ các chất có trọng lượng trung bình lớn vân vân hoặc cắn protein nó sẽ được dính vào bề mặt của cái màng lọc hấp phụ này có tính chất trọng lọc tương đối và đồng thời trong cái kỹ thuật hấp phụ kết hợp với tận tạo thì máu sẽ đi qua lọc qua quả lọc thận nhân tạo và tại đó cũng thực hiện một cái chức năng giống hệt như một lần thận nhân tạo chu kỳ và bệnh nhân sẽ được kết hợp hai cái kỹ thuật là hấp phụ và thận nhân tạo trên một buổi lọc đây ạ thì các thầy cô các bạn thì thấy so sánh ngay đây là mang lọc đấy ạ sợi rỗng đấy ạ và cái vành của mang lọc đây ý, thì nó chính là tổ chức xốp đấy ạ thì máu và dịch sẽ tiếp xúc với nhau và khuếch toán qua cái phần xốp đó thế còn đây ạ đây là chất hấp phụ máu sẽ thấm qua tất cả các chất hấp phụ này và những chất mà có tính chất kết dính hấp phụ thì sẽ được bám vào cái màng HA 430 này và các thầy cô các bạn thấy là một quả lọc như này thì diện tích hấp phụ lên đến 52.000 mét vuông rất là lớn chẳng phải đó, diện tích của uh, quả lọc thận tạo thì nó dao động từ khoảng 0,8 đến 2 mét rưỡi, trung bình khoảng 2 m ừ. Thế thì uh, với các cái phương pháp lọc thì chúng ta thấy như thế này ạ, với thận tạo ấy thì cái quả lọc low flux ấy, tức là quả lọc mà có hệ số siêu lọc thấp, ở dưới 20, thì cơ chế cái nguyên lý của nó chủ yếu là khuếch tán và có thể đào thải được các chất có trọng lượng phân tử nhỏ với cái khả năng đào thải cao. Và với các chất mà gắn kết với protein thì không đào thải được. Với các phân tử vừa và lớn thì đào thải được rất ít hoặc không đào thải được. Thì với quả lọc hai flux ấy, tức là quả lọc mà có hệ số siêu lọc trên 20 ấy thì nguyên lý của nó là quách tán và đối lưu. Thì có thể đào thải được các chất có trọng lượng phân tử nhỏ với khả năng đào thải trung bình đến cao và với các chất mà liên kết tin thì đào thải thấp với các chất mà có cho lượng nguyên tử vừa và lớn đào thải cũng thấp với kỹ thuật HF tức là siêu lọc ấy thì nguyên lý chủ yếu của nó là đối lưu 100% là đối lưu ạ phân tử nhỏ và trung bình thì có thể đào thải được nhưng mà cũng thấp với HDF ấy, thì nó là kết hợp của HD và HF ấy, thì cơ chế của nó là cả khuếch tán và đối lưu và các chất có trọng lượng từ nhỏ thì đào thải tốt các chất kết hợp với protein cũng đào thải được nhưng mà thấp còn các chất có trọng lượng vừa lừa vừa và lớn thì đào thải khá tốt thì còn riêng hấp phụ ấy, thì chúng ta kết hợp thận nhân tạo và hấp phụ ấy, thì đào thải các chất có trọng lượng phân từ nhỏ đào thải rất tốt liên kết với protein cũng đào thải rất tốt và các chất có trọng lượng phân tử vừa và lớn đào thải cũng rất tốt như vậy là với kỹ thuật đáp phụ này nó đã khắc phục được những cái yếu điểm của thận nhân tạo thường quy và HDF online Đấy. Thế thì rất nhiều các nghiên cứu trên thế giới đã được công bố thì những lợi ích của kỹ thuật đáp phụ như thế nào? Thế thì khi mà kết hợp thận nhân tạo với hấp phụ ở những bệnh nhân lọc máu chu kỳ thì có thể giảm nó 37% tỷ lệ tử vong do nguyên nhân bất kỳ và giảm vào khoảng 7% tỷ lệ do các cái biến chứng về tim mạch giảm các cái tự các cái tỷ lệ sự cố về tim mạch mới hoặc lặp lại và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân đặc biệt là cải thiện rất nhiều về giấc ngủ này về tình cảm về cảm xúc vân vân rất nhiều thứ và đặc biệt là khi bệnh nhân mà xuất hiện các triệu chứng như ngứa này, mất ngủ thì chúng tôi giải quyết đến lần thứ hai thứ ba là có thể giải quyết được. Đấy. Mà trước đây thì chúng tôi rất khó khăn khi giải quyết các vấn đề này. Mà khi lọc máu đến lần thứ ba thì đa số bệnh nhân là đã giải quyết các triệu chứng ngứa và triệu chứng mất ngủ. Đấy là hai cái, hai cái về lâm sàng mà chúng tôi cảm thấy rất là, rất là, là 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 vui khi mà giải quyết được các vấn đề đó cho những cái bệnh nhân lọc máu lâu năm thế thì cái kỹ thuật hấp phụ này ấy, là được áp dụng trước năm 2000 ở bên Trung Quốc và rất phát triển thế tuy nhiên thì năm 2011 thì vụ trang thiết bị mới cho nhập cái quả lọc này về thế bệnh viện Vĩnh Mai đần đầu tiên được tài trợ của tập Đông đã làm một nghiên cứu này hồi đó kết hợp với cả bên chống độc nữa Bên chúng tôi thì làm HA130 kết hợp với thận đạn tạo. Và bên chống độc thì dùng quả 230 để lùng để lọc các chất độc trong đó là có paraquat. Đấy. Và khi mà 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 thực hiện kỹ thuật này nó thực sự với thầy cô các anh chị cứu được rất nhiều bệnh nhân. Đấy. Và tổng kết cái nghiên cứu này vào năm 2013 thì được đánh giá rất là cao. Thế sau đó thì được đưa vào thông tư số 43. Hai kỹ thuật này được đưa vào thông tư số 43. Là kỹ thuật HM online và kỹ thuật hấp phụ HA130 kết hợp vào tiện tạng. Tiếp theo nữa thì thông tư số 13 ấy, được Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến và Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã ký bổ sung danh mục hai kỹ thuật là HTE online và kỹ thuật hấp phụ vào danh mục kỹ thuật Và Bạch Mai là nơi đầu tiên được được kỹ thuật này và đến năm 2018 thì được duyệt vào quy trình kỹ thuật 2482 ngày 18 13 tháng 8 năm 2018 tức là chính thức kỹ thuật htm và kỹ thuật kết hợp hấp phụ máu với thận đơn tạo chính thức được đưa vào danh mục uh, thực hiện ở trên toàn quốc và đến năm uh, 2021 thì chính thức được uh, chi trả bảo hiểm y tế chính thức là được chi trả bảo hiểm y tế như vậy đến nay thì uh, có các thầy cô các bạn anh chị đây thì cũng cũng phải nắm được tức là riêng kỹ thuật HM online ấy thì được chi trả bảo hiểm y tế vào năm 2015 tức kỹ thuật đấy đưa vào 2010 đến 2015 được chi trả và 3 tháng được chi trả lọc hai buổi bảo hiểm y tế và đến năm 2021 thì chính thức HA30 cộng với nhân tạo được bảo hiểm chính thức chi trả thế thì hiện nay chỉ còn mắc một vấn đề thì lát nữa tôi sẽ nói tức là đây là một kỹ thuật rất tốt mang lại hiệu quả rất cao nhưng thực sự là cái chi phí là khá cao tới hiện nay bảo hiểm y tế chi trả cho HM online khoảng ,4 triệu tư một lần thì cái HA150 này là chi phí khoảng 3 ,8 triệu 8 một lần Thế hiện nay thì bảo hiểm y tế đã đồng ý chi trả tất cả các thứ về thủ tục đã xong thì tuy nhiên thì về tần suất thì thì vẫn 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 đang để trống. và hiện nay chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà bộ y tế có mà ra một cái tần suất chỉ định thì chúng ta có thể thực hiện một cách dễ dàng được và Với riêng cái hdmi thì nó có một khó là các bạn phải có máy thì mới thực hiện được phải có quả lọc hai flux phải có nước aero siêu tinh khiết thì các bạn mới thực hiện được thế nhưng mà riêng kỹ thuật này thì các bạn chỉ cần kết hợp với thận nhân tạo các bạn chỉ cần có máy thận nhân tạo các bạn thực hiện ở tận thường quy các bạn chỉ cần bắt nối tiếp và là được Đấy. cái kỹ thuật này nó có hay thế nó có thể phát triển được ở các cái tuyến thế thì uh, uh, sau khi chúng tôi đề xuất lên uh, bảo hiểm vụ bảo hiểm này đề xuất lên vụ trang thiết bị này đề xuất lên cục quản lý khám chữa bệnh và cục quản lý chữa bệnh mới có công văn về bảo hiểm xã hội phố hà nội để cho bệnh viện bạch mai làm thế thì bảo hiểm xã hội thành phố hà nội mới có một công văn gửi về cho bệnh viện bạch mai và đề nghị bạch mai xây dựng cái này thế thì chúng tôi tạm thời xây dựng như thế này thì cũng chờ uh, bảo hiểm và bộ y tế phê duyệt thế thì uh, đây là những cái mục đích uh, đề xuất thì chúng tôi đã vừa nói rồi cái mục đích là làm sao đưa kỹ thuật này để giải quyết được những cái vấn đề mà thận nhân tạo thường quy và HTF không giải quyết được và mục đích là khi đưa kỹ thuật này vào thì sẽ giải quyết được những cái tồn tại những khó khăn và những cái biến chứng à, làm cho nâng cao cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân Thế thì đây là cái chỉ định của quốc tế của nhà sản xuất thì các bạn thấy họ chỉ định khá rộng rãi về phạm vi đi điều trị ví dụ như là bệnh não do uremic bệnh nhân ngứa này bệnh nhân rối loạn thần kinh ngoại biên này có hội chứng bàn chân không yên này hội chứng loạn dưỡng xương mà hội chứng loạn dưỡng xương thì gặp trong thận suy thận đặc biệt thận đất đạo rất là phức tạp rất khó điều trị bệnh nhân suy dưỡng này bệnh nhân có các biến chứng tim mạch mà do uremic bệnh nhân có rối loạn giấc ngủ người ta tham khảo cái vấn đề ngứa và dối loạn giấc ngủ thì theo các bảng điểm trên và quốc tế mà nhà sản xuất người ta đề xuất như thế này ạ tức là sáu lần điều trị đầu tiên ấy là điều trị tấn công từ 6 lần điều trị đầu tiên là điều trị tấn công thì cứ 2 đến 3 lần một tuần sau đó duy trì một tháng một lần Đấy. đây là chỉ định chuẩn tức là điều trị tấn công ấy là 6 lần điều trị đầu tiên thì 2 đến 3 lần một tuần tức là mình sẽ kết hợp với tận tạng Thì sau đó sau cái 6 lần điều trị đầu tiên ấy, thì mình bắt đầu điều trị duy trì là một tháng một lần Thế thì theo cái công văn 2482 của Bộ Y tế thì chúng ta có sửa đổi lại một chút như sau. Tức là bệnh nhân có chỉ định dùng cái quả HA này trong trường hợp bệnh nhân có nổi mề đây ngứa tăng huyết áp bệnh lý do tăng beta 2 cường cận giáp thứ phát các bệnh lý do độc tố của các chất có trọng lượng phân tử trung bình và lớn À, ngộ độc thuốc, ngộ độc các cái chất mà mang chất cấp tính, viêm gan nặng, đặc biệt bệnh lý gan não do tăng bilirubin, do suy gan nặng, hội chứng nhiễm trùng, viêm hệ thống các bệnh tự miễn và các cái bệnh uh, trên bệnh nhân dân tạo với những tâm thần phân liệt, cơn cường, cường giác vân vân. Thì đấy là cái trị của hai <laughs> bốn Thế thì uh, như thế này ạ, à, bởi vì hiện nay ý, thì cũng xin chia sẻ với anh chị là hiện nay cái lọc máu chu kỳ nhà mình ấy là thanh toán là 556 lần 1 556.000 cho một lần thật nhân tạo. Và quả lọc tây máu như hiện nay nhà mình rửa lại 6 lần. Thì khi mà sử dụng cái kỹ thuật HTM online ấy, thì uh, 3 tháng được hai lần và hiện nay thanh toán là 1 triệu tư một lần. Thế tuy nhiên thì cái uh, hấp phụ này thì thanh toán là 3 triệu tám một lần như vậy là cái sự chênh lệch giá cả nó rất là lớn và đặc biệt khi mà chúng tôi đề xuất thì bộ y tế và bảo hiểm y tế đều có nói là chúng ta sử dụng hiệu quả cái lọc hấp phụ này trên cơ sở là phải xem xét lại cái quỹ bảo hiểm y tế bởi vì nếu mà chúng ta sử dụng một cách thoải mái rộng rãi thì cái quỹ bảo hiểm y tế có khả năng cũng sẽ rất là nan dài. bởi vì mỗi một năm thì bảo hiểm y tế đều có tổng kết là phát sinh do hm online là bao nhiêu phát sinh do hấp phụ là bao nhiêu bao nhiêu tỷ là người ta đều có các con số hết đấy nên chính vì vậy người ta có một cái yêu cầu là chỉ định hợp lý và trên cơ sở là giữ gìn quỹ bảo hiểm thế thì chúng tôi có tạm đề xuất như này là bệnh nhân lọc máu chu kỳ có một một trong những chứ không phải là vàng các xét nghiệm như sau thứ nhất là xét nghiệm beta 2 microin trên 55 mg mm, trên lít có bệnh là các biến chứng thần kinh ngoại biên hội chứng bản chân không nguyên đau xương khớp hoặc pth trên 800 picromol có cả em các biến chứng lâm sàng lâm sàng của cường cảm giáp ví dụ phi đại tuyến giáp các chỉ và vân 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 hoặc là xét nghiệm có phốt pho máu trên 2,5 ml mm, trên lít khi các bạn có xét nghiệm ba chị mình là bạn có thể làm thế tuy nhiên đây là một cái khó khăn bởi vì rất nhiều các bạn có thể đơn tạo ở tuyến huyện nhưng mà các bạn không có xét nghiệm này thì rất là khó thì đấy là một cái hạn chế của cái đề xuất này về bộ y tế có hỏi là khi mà các anh làm kỹ thuật này thì phát sinh ra ba xét nghiệm là xét nghiệm beta 2 là xét nghiệm pth và xét nghiệm bút và ba xét nghiệm đều rất là đắt thì tôi có trả lời là chúng tôi có chúng tôi có trả lời là trong 2482 đã có quy định rồi là xét nghiệm phốt và xét nghiệm PTH là 3 tháng một lần xét nghiệm rất đắt nhưng mà riêng PTH thì chưa có và chúng tôi đề xuất là 3 đến 6 tháng xét nghiệm một lần và cái xét nghiệm mà có các cái dấu hiệu này thì ta có quyền chỉ định hấp phụ cộng với thận nhân tạo thì đấy là tôi xin trình bày về cái, cái quá trình và cái lịch sử cái hấp phụ đi vào Việt Nam và hy vọng rằng trong một thời gian gần đây thì bộ y tế sẽ chính thức trả lời là bao nhiêu lâu thì được làm kỹ thuật này có được làm kết hợp với hf HM online không và khi có xét nghiệm lâm sàng gì thì được làm và chúng ta không phải lo vấn đề bị xuất toàn nữa